Ban Chỉ đạo 138 xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền cũng đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024. 8 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 xã đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo góp phần lan tỏa sâu rộng đến các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, huy động được đông đảo người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều nội dung hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh đó, duy trì có hiệu quả hoạt động các mô hình như tổ tuần tra nhân dân, camera phòng chống tội phạm, Zalo tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, vân vân, góp phần phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự địa phương.